Hello mọi người, tối nay mọi người đi đâu không? Không biết có ai rảnh như mình không? Đi ăn đi chị. Nhưng mà bây giờ bạn chị nó chưa có qua nên chị làm một tí nữa. Bữa nay mình thấy ai cũng bận bịu hết nên không ai vô xem live của mình. Mình phải vừa cầm live stream mỏi tay. Chúc mừng năm mới mọi người, để mai rồi chúc mình được không? Sẵn tiện lì xì cho mình cũng được. Đi ngủ đi nữa chứ. Có ai của Yên Hòa muốn đi ăn với mình không? Nhiều khi mình nhẹt quá mình không biết nói gì luôn á. Táo quân hình như là 9:30 mới có đúng không, hay 9 giờ nhỉ? Toàn là mấy người nước ngoài nói tiếng gì không à? Mình không hiểu được. Chị có like trên TikTok không? Hồi nãy chị like trên TikTok 10 phút đấy. Happy New Year. Thôi thì cũng Happy New Year mọi người sớm nha. Bơm vú à? Có vú nào bơm mà được như này không? Tí có ăn giao thừa không bé? Có tí mà cũng giao thừa nhé. Em nên tính đi ăn nè. Mình sinh năm 2002 mọi người. Mình đang chuẩn bị đi chơi nè, nhưng mà mình lên live mình nói chuyện mọi người một chút. Có làm mũi không em? Không ạ. Cái này là cái filter ấy. Chứ mũi ở ngoài của em bình thường. Có tặng mọi người video TikTok cuối năm không? Mình tính đăng rồi mà bữa nay mọi người on ít quá à, cho nên mình không có đăng. Để mấy bữa nữa đi. Thôi bye bye mọi người nha, mình đi ăn đây. Chúc mọi người có một đêm giao thừa thật vui vẻ. Bye bye.